Vâng, và không biết chị Hương khi mà thường xuyên xem các nội dung clip ở trên mạng xã hội, đặc biệt là YouTube, thì chị có bị bắt gặp những cái quảng cáo chen giữa vào các clip mà chị đang xem? Đó là những video quảng cáo về thực phẩm chức năng này, hoặc là thuốc, hay là những cái biện pháp mà bảo vệ sức khỏe cho gia đình không ạ? Vâng, và không chỉ chị Thảo Linh đâu ạ, mà hầu hết chúng ta thì cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi. Bởi lẽ là những quảng cáo về thần y, lương y, ba đời chữa bệnh thì đang ngập ngụa trên các nền tảng mạng xã hội rồi. Trong đó thì mượn mác người nổi tiếng, bác sĩ hay là quân đội, và cả có những diễn viên để đóng vai bệnh nhân rất chuyên nghiệp nữa. Các lương y thì được tâng bốc hết lời, thậm chí còn được giới thiệu là đã nhận bằng khen của nhà nước về thành tích khám chữa bệnh. Còn bệnh nhân thì chỉ cần một liệu trình là bệnh sẽ tan biến hết. Nghe những lời quảng cáo có cánh ấy thì chắc hẳn là những người đang có bệnh thực sự khó có thể mà làm ngơ. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp, gọi cho đây là tôi. Một đoạn quảng cáo trên YouTube của một nickname tự xưng là Lương Y với lời cam đoan chữa khỏi bệnh 100%, không bao giờ tái lại. Chỉ với một thao tác đơn giản, gọi điện đến hotline để đặt hàng và tự uống điều trị tại nhà. Các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ này được bán công khai trên YouTube mà không cần đến sự tư vấn, hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Và nếu như chẳng may xảy ra vấn đề về sức khỏe khi sử dụng thuốc, bệnh nhân sẽ mắc đến ai khi chính mình đã tin vào những lời quảng cáo không rõ căn cứ như vậy? Không chỉ dừng lại ở đó, trên trang mạng này còn thuê người nổi tiếng để tăng độ uy tín cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Mặc dù Google đã thắt chặt những quảng cáo vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến người dùng, trong đó đã xóa hơn 200 triệu quảng cáo liên quan đến lĩnh vực thuốc và sức khỏe. Nhưng hiện nay, những nội dung quảng cáo này vẫn lách luật quảng cáo thành thực phẩm chức năng và tiếp tục đánh lừa người tiêu dùng. Vâng, quảng cáo thì lồng ghép quá là lông công phu, diễn viên thì cực kỳ chuyên nghiệp. Không ngạc nhiên khi đã có rất nhiều người tin theo những lời tư vấn của các dược sĩ mạng này, mua và sử dụng các loại thuốc trôi nổi gây hại cho cơ thể. Thời gian qua thì tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị nhiễm độc nặng do uống phải những loại thuốc đông y dởm như vậy được giao bán trên mạng xã hội. Và có bệnh nhân vì cả tin là thuốc có thể chữa bách bệnh đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để đặt mua qua mạng về uống, sau đó nguy hiểm đến tính mạng. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hà Nội 18 giờ. Vì tin lời quảng cáo trên mạng và nghe theo mách bảo của bạn bè, bệnh nhân này đã bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua hai loại thuốc bào chế theo dạng y học cổ truyền. Một loại bào chế theo dạng viên hoàn tán và một dạng cao đặc với mục đích sử dụng điều trị tận gốc bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, sau khi uống được vài tuần, bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi và suy nhược cơ thể. Có một người bạn mách bảo là mẹ chú ý là uống cái thuốc này là nó giảm lượng đường. Nó là một loại thì là hoàn tán màu trắng, một loại nó lại như cao đen, nó là tấm một miếng là nó như vậy, còn lại không biết tên thuốc. Trên mạng là quảng cáo là uống là không khỏi bệnh, là hoàn tiền 100%. Thế ông nghe thấy vậy là ông ý ghi số điện thoại, xong là ông điện, xong là ông mua, xong là về nhà thì ông uống được tháng nay, là bây giờ là người ông vậy. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, theo kết quả xét nghiệm, viên thuốc hoàn tán mà bệnh nhân sử dụng có thành phần fenformin. Đây là chất đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới từ năm 1978. Đây là cái chất rất độc, thuốc rất là độc, đã ngừng sử dụng, cả thế giới đã ngừng sử dụng ít nhất là vài chục năm rồi. Tuy nhiên, đấy, và độc tính rất cao, đã gây tử vong rất nhiều người, đã ngừng sử dụng và hiện nay đã bị cấm. Tuy nhiên vẫn được trộn vào trong các loại thuốc y học cổ truyền dởm hiện nay, về bán quảng cáo rất mạnh mẽ, rất nhiều ở trên mạng và đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc ở tại bệnh viện. Bệnh nhân phải cấp cứu hồi sức và thậm chí có nhiều trường hợp đã tử vong. Bệnh nhân này may mắn đã được điều trị và kể cả hồi sức tích cực, trong đó là ống thở, thở máy, các biện pháp điều trị hồi sức khác. Hiện tại bệnh nhân đang may mắn đã hồi phục. Chỉ trong gần một tháng, tại Trung tâm Chống độc đã tiếp hơn 10 bệnh nhân bị nhiễm độc thuốc đông y và thuốc nam dởm. Trong đó, nhiều ca nhiễm độc kim loại nặng do thời gian uống kéo dài. Những trường hợp này phải nhanh chóng xử lý lọc máu để sớm thải những độc tố ra bên ngoài cơ thể. Trung tâm Chống độc thì tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc sau khi dùng các thuốc y học cổ truyền, kể cả chính thống và kể cả thuốc dởm.
và có rất nhiều nguy cơ trong đó, kể cả thuốc chính thống thì cũng phải có nguy cơ bị mốc, rồi thì vấn đề dùng thuốc không được kiểm soát, người bệnh không đi khám, không được kê đơn đúng, không được chữa đúng, và thuốc cũng không đảm bảo về chất lượng, rồi thì rất nhiều vấn đề tương tác thuốc nữa mà y học cổ truyền này không giải quyết được, rồi các thuốc y học cổ truyền dởm thì thậm chí trong đó cho rất nhiều thành phần độc hại, người ta cho phổ biến nhất là cho các cái thành phần có tác dụng mạnh trên nội tiết, ví dụ như là các corticoid có gây rối loạn nội tiết rất là nặng. Đa phần là mua qua tay, mua qua người khác, mua trên mạng hoặc là kể bệnh qua điện thoại, nhờ người khác mua, thực sự rất là nguy hiểm. Trước thực trạng hiện nay thì mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra chỉ thị yêu cầu Sở Y tế thành phố tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở sau cấp phép để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại. Cùng với đó thì tập trung kiểm tra các cơ sở có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro. Cùng với đó là xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Vâng, và thành phố thì cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước. Và theo đó thì cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các cơ sở dịch vụ y dược ngoài công lập hoạt động không phép, sai phép và tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề y dược có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Và dù chúng ta đã có rất nhiều những nỗ lực, thế nhưng do còn nhiều nguyên nhân nên tình trạng này thì vẫn chưa thực sự được chấn chỉnh một cách triệt để như hiện nay. Dạ vâng, như vậy thì cần sự ý thức của chính mỗi người dân khi mà chúng ta phải tìm hiểu kỹ về bệnh của mình cũng như là những cái phương thuốc phù hợp. Và điều đặc biệt cần lưu ý đó chính là khi mắc bệnh thì cần đến những cơ sở y tế được pháp luật cấp phép để khám cũng như chữa bệnh. Các cái thuốc mà được quảng cáo tràn lan mà không rõ nguồn gốc, và đặc biệt chúng tôi nói rằng là trong các cái quảng cáo mà chúng tôi có xem thì thấy những một số quảng cáo là sai sự thật hoặc là quá so với tác dụng. Thế thì chính vì vậy mà người dân không nên xem quảng cáo mà uống thuốc là rất nguy hiểm, mà chúng ta nên đến khám, chữa bệnh, tư vấn y tế ở những cơ sở khám chữa bệnh uy tín thì sau đó chúng ta sử dụng thuốc nó mới có hiệu quả được. Và như chúng tôi lại nói là một điều, thuốc vẫn là con dao hai lưỡi. Thế thì không phải cứ dùng là tốt đâu, mà dùng phải đúng cách, đúng thời điểm và phải đúng chỉ định. Vâng, hiểm họa khi mua thuốc trên mạng là một vấn đề rất phức tạp hiện nay. Và để giải quyết triệt để được tình trạng này thì cần sự phối hợp từ nhiều cơ quan chức năng, đặc biệt là các nhà mạng từ nước ngoài. Và vấn đề này sẽ được chúng tôi quay trở lại cập nhật vào những bản tin tiếp theo.